my first time. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả năng lượng tuyệt vời của các bạn ngay lúc này. Mọi thứ thật tuyệt vời. Điểm nhấn được mong chờ nhất lễ hội chính là phần trình diễn của nhạc sĩ, ca sĩ Charlie Puth kéo dài 75 phút với 16 ca khúc mới trong album cùng những bản hit toàn cầu của anh. Sự phóng khoáng trong phong cách trình diễn, ngôn ngữ âm nhạc đầy tự do, âm nhạc của Charlie Puth đã hòa quyện cùng tinh thần của lễ hội dù lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Chúng tôi đã ở đây từ 4 giờ nhưng mọi thứ quá tuyệt vời. Tôi chẳng mệt chút nào cả. Chúng tôi yêu Charlie Puth, thực sự rất hạnh phúc khi được tới đây. Thật sự là rất là mong đến tối ngày hôm nay, từ ngày mà mình mua được vé cho đến khi mà đặt được vé máy bay. Tất cả mọi thứ cũng như là một giấc mơ vậy. Hôm nay thật sự là rất là mãn nhãn với màn chính thức của Charlie Puth và tất cả các ngôi sao của Việt Nam. Đại nhạc hội X Wonder kéo dài hơn 3 tiếng với sự góp mặt của hơn 8.000 khán giả và nghệ sĩ biểu diễn. Các ca sĩ đốt cháy không khí lễ hội âm nhạc bằng một loạt những ca khúc đã làm nên tên tuổi của họ. Cái dàn line-up của chương trình rất là nhiều những nghệ sĩ gạo cội và rất là nhiều những các bạn rất là tài năng. Thì mình được đứng chung với tất cả mọi người, cảm giác mình cũng rất là tự hào. Và đặc biệt là lên một cái sân khấu quốc tế lớn như thế này nữa thì nó lại càng làm mình nó tự hào hơn và rất là hào hứng. Điều quan trọng nhất mà đối với Hà Nghị ấy, đó chính là cảm xúc giữa khán giả và nghệ sĩ được hòa quyện với nhau và được thăng hoa nhất. Các nghệ sĩ Việt Nam đã cố gắng tỏa sáng nhất có thể hòa quyện cùng với Charlie Puth. Không chỉ sức hút từ cái tên lớn của nghệ sĩ quốc tế, lễ hội âm nhạc X Wonder với sự đáp ứng được các yêu cầu cao từ đối tác quốc tế, sự đầu tư về dàn dựng, tổ chức đến âm thanh, ánh sáng, một lần nữa khẳng định Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội để tiếp cận và tổ chức các sự kiện văn hóa âm nhạc đẳng cấp thế giới.